棒。Hi, bye. Hi, bye. Surprise, nha. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Hãy gọi cho tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như có một trường hợp khẩn cấp khác. Mình có nên đi với xe cứu hỏa không? Mình không giỏi bắt trộm cho lắm. Vậy mình có nên đi với xe cứu thương không? Mình cần phải chăm sóc người bệnh. Mình có nên đi với xe cảnh sát không? Mình sẽ bắt những tên trộm. Lên đường thôi, Bình Phong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình chắc là những tên trộm đang trốn ở đây. Cậu nói đúng, hãy bắt những tên trộm và đưa chúng vào nhà giam nào. Bọn chúng chắc ở quanh đây thôi. Đáng ra mình có thể chạy trốn được. Mình chắc là chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tôi không muốn vô trại giam. Chúng ta phải bắt tên trộm cuối cùng. Đừng hèn nhát nữa, hãy ra đây đi. Tìm thấy rồi. Tiền của tôi.
Thả chúng tôi ra. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Về nhà nào. Phải bị trừng trị. Đúng vậy. Dù các anh trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm ra. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Các bạn thật tuyệt vời. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tụi mình đã được an toàn. Cảm ơn bạn. Tiếp tục giữ bình yên cho thị trấn. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Biên Phong. Biệt đội giải cứu. Xin chào, biệt đội cứu hộ đây. Chúng mình luôn sẵn sàng bất cứ đâu. Hồng mình đi nhanh luôn mọi lúc. Cần thì cứ gọi ngay. Biệt đội siêu giải cứu. Chúng mình tới đây. Yeah. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Xe cảnh sát. Cháy nhà thì gọi ngay cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ. Xe cứu thương. Chúng mình biệt đội xe giải cứu. Cứu giúp mọi người. Cứu giúp mọi người khỏi hiểm nguy. Thêm sức mạnh. Khi mình cùng chung sức chung lòng, tất cả đều được giải quyết. 1, 2, 3. Đã có biệt đội của chúng mình. Biệt đội giải cứu. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Hãy gọi cho tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong. Biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Có một đám cháy trong thị trấn của tôi. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong, giúp với. Ôi không, chúng ta cần dập tắt đám cháy ngay. Mình nên đi với ai đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu thương? Xe cứu hỏa? Cậu có thể gọi mình khi xảy ra đám cháy.
Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu. Nhanh lên, chúng ta phải dập đám cháy. Được rồi, hãy phun nước trước khi nó lan rộng ra. Mình sẽ làm cho cậu to lên. Hỏi hỏi thiện phong. Wow, xe mình to chưa nè. Cảm ơn Ping Phong. Nước đã đến rồi đây. Biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Phong. Bạn mình và mình ngã. Ping Phong, hãy đưa cún con lên xe.
Hãy dùng ống nghe để biết cún con đang bị đau ở đâu. Cậu hãy để đó cho mình. Hỏi hỏi Bình Phong. Bụng và tay của cún con bị đau. Được rồi, hãy tiêm cho cún con và băng bó lại. Nhờ có bạn mà mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tất nhiên rồi, mình rất vui khi thấy cậu khỏe lại cún con. Cố gắng cẩn thận khi chơi ở ngoài trời nhé. Được rồi, mình hứa. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình rất vui vì chúng ta có thể giúp được bạn bè của mình. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Thị trấn xe Bình Phong. Chào mừng đến với trạm rửa xe của Bình Phong. Hãy để mình giới thiệu cho bạn trạm rửa xe siêu ngầu của mình. Khi cái chiếc xe đến để rửa, chúng sẽ được sát bằng bong bóng xà phòng ở đây. Bong bóng, bong bóng. Sau đó, chúng được rửa bằng nước mát, xả nước. Cuối cùng, một khi chúng khô, quá trình rửa xe sẽ hoàn tất. Mình tự hỏi ai sẽ đến với trạm rửa xe hôm nay. Bình Phong, Bình Phong. Hả? Bình Phong giúp mình với. Mấy súng, có chuyện gì vậy? À, chuyện là hí hô, hí hô. Hả? Sao lại có một tảng đá ở đây? Wow! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có quá nhiều bùn dính trên người mình và mình không thể di chuyển. Làm ơn giúp mình với. Ôi không, mình sẽ giúp bạn mấy xúc. Bông chì kịp bông, rửa xe bắt đầu. Bây giờ hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, bay bay lên trên chiếc xe kia. Nào tạo bọt cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Bọt đang làm cho mắt mình rát quá đi.
mình sẽ xả ngay. Đến bước tiếp theo nào. Bước 2. Hãy rửa sạch với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Những bọt bong bóng đã sạch rồi. Giờ thì tới bước cuối cùng. Bước cuối cùng, sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Khô khô nhanh trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. Sạch và bóng quá đi. Cảm ơn Bình Phong. Tạm biệt máy xúc nha. Bình Phong. Bình Phong. Có mùi gì vậy? Xe cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Chuyện là gì? Bắt tên trộm đó. Mùi ghê quá. Mình không thể nhìn thấy vì rác che mắt mình và cả những con ruồi phiền phức này nữa. À, được rồi, xe cảnh sát. Bông chì cơ bông rửa xe bắt đầu. Hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào tạo bọt cùng với mình, làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Giờ mình có thể thấy được một chút. Hay quá. Làm bước tiếp theo nào. Giờ hãy rửa sạch bong bóng với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Mát mẻ quá. Giờ tới bước cuối cùng. Sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Khô khô nhanh trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. Mình cảm thấy thật sạch sẽ. Cậu cần phải bắt tên trộm. Nhanh lên xe cảnh sát. Cậu nói đúng. Cảm ơn Bình Phong. Không có chi. Chúng ta đã rửa xe cảnh sát. Giờ mình có nên về nhà không ta? À, chút nữa thì quên chiếc xe Bình Phong đáng yêu của mình. Nhưng nó quá lớn với tiệm rửa xe. Không biết có cách nào không ta? Hối hối Bình Phong. Wow, đúng là tiệm rửa xe tuyệt vời. Hay là chúng ta bôi bẩn nó một chút xíu trước khi rửa xe nhỉ? Thank you.
giờ mình hãy rửa cho chiếc xe này thật sạch bóng nào. Rửa xe hoàn tất. Bất cứ lúc nào xe bạn bị bẩn, bạn có thể đến với tiệm rửa xe Bình Phong của mình. Hẹn gặp các bạn lần sau. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe kem của Bình Phong. Mình chán quá. Chán quá. Có gì vui để làm không nhỉ? Đúng rồi. Mình sẽ biến chiếc xe tải của mình thành một chiếc xe kem đầy màu sắc. Và mình sẽ đi khắp thị trấn để bán kem. Các bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có muốn trang trí chiếc xe cùng mình không? Ta-da! Xe kem hoàn thành! Mình nên đi thôi. Kem đây. Đến và thưởng thức kem của bạn nè. 1, 2, 3, 4. Trời nóng quá. Có cái gì mát mát để cho chúng ta hạ nhiệt không vậy? Lạnh tới đây. Kem ngon ngọt mát lạnh tới đây. Cái gì? Kem sao? Khoan, đợi mình với. Xin chào. Đây là xe bán kem của Bình Phong. Các cậu hãy nhìn thực đơn và chọn kem đi nào. Cậu thích loại kem nào? Hãy chọn đi. Món kem yêu thích của mình là kem sô-cô-la. Được rồi, mình đã ghi nhận món của bạn. Có ngay đây. Nó đơn điệu quá. Mình nghĩ nó còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi. Có một nơi bí mật làm cho kem ngon hơn. Hãy nhanh đến nơi đó xem nào. Hội Bói Bình Phong. Ta-da! Nơi đây chính là một nhà máy kem bí ẩn. Đây là nhà máy kem duy nhất trên thế giới làm cho kem ngon hơn rất nhiều. Làm sao để nhà máy này hoạt động đây? Wow! Bánh sô-cô-la ngon quá! Quay! Quay! Có thêm một chút nữa! Một chút nữa! Wow! Giờ thì kem sô-cô-la đã ngon hơn rất nhiều rồi! Wow!
đó là kem sô-cô-la. Nhìn nó thật là ngon quá đi. Mình mong là cậu sẽ bán thật nhiều kem Bình Phong. Xin cảm ơn. Lần sau nhớ ghé lại nha. Ơ, chào xe trộn. Cậu thích ăn loại kem nào nè? Dâu hay là chanh hay là sữa, mình thích tất cả. Hãy thử với kem hạt đầy màu sắc, nó được trộn với nhiều hương vị. Kem hạt đầy màu sắc sao? Nghe hay đó. Mình lấy một cây Bình Phong. Một que kem hạt đầy màu sắc. Quá trình tạo kem hoàn tất. Hay là chúng ta làm cho món kem này ngon hơn nhé. Lần này mình sẽ làm món kem hạt trở nên ngọt ngào và mát lạnh hơn. Rất bông tuyết lên kem kìa. Kem này có vị như kẹo bông vậy. Như vậy nè. Hãy cho một ít hạt tươi mát lên kem. Ta-da! Kem hạt đầy màu sắc đã hoàn thành. Mình muốn ăn nó quá. Kem của bạn đã sẵn sàng. Chúc ngon miệng. Wow! Nó ngon quá đi. Wow, thật là ngon quá Bình Phong. Lần sau quay lại nha. Ồ, là máy xúc. Làm cái gì mà lâu quá vậy Bình Phong? Nóng như vậy mình không nghĩ một cây kem là đủ đâu. Xin lỗi. Cậu hãy đi chọn kem của mình đi. Mình muốn cái này, cái kia và cái kia nữa. Mình sẽ ăn hết tất cả luôn. Dâu, chanh, bánh quy, sữa. Chờ một chút. Nhanh lên. Làm gì mà lâu quá, mình không thể chờ được. Ôi không, cái muỗng bị gãy rồi. Mình phải làm gì đây? Này, có chuyện gì vậy? Kem của mình đâu? Nhanh lên nào. Chờ một chút xíu. Thôi được. Hay lắm, xem đây. Máy xúc sẽ giúp cậu. Xem đây. Cái này và cái này. Cái kia. Cái đó. Mình sẽ ăn hết luôn. Thật là nhẹ nhõm. Nhưng làm thế nào để mình xếp tất cả thứ này lên? Đúng rồi. Có một nơi bí mật trong nhà máy kem. Chúng ta hãy đến đó nào. Hội phối Bình Phong. Ôi kem sắp rơi mất rồi. Kem của mình. Cẩn thận đó. Không. Xem chút nữa thì. Hay quá. Cuối cùng cây kem cũng làm ra rồi. Nhìn ngon quá đi. Mình nếm thử được không? Nó lạnh đến mức răng của mình ngứa rần rần luôn nè. Ngon quá đi. Ngon quá. Máy xúc, có chuyện gì vậy? Nhà vệ sinh. Hả?
Mấy xúc bị đau bụng vì ăn quá nhiều kem. Bạn có thấy điều đó không, bạn thân yêu? Dù nóng hay đói đến đâu, bạn cũng không nên ăn quá nhiều kem. Lần sau quay lại lấy thêm kem nhé. Tạm biệt. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe buýt vàng nhút nhát. Chào buổi sáng, xe buýt màu vàng sẽ đưa bạn bè của mình đi chơi hôm nay. Hãy đi thôi. Nào ta mau nhảy lên lăn bánh đi nào. Bánh quay vòng, bánh quay vòng. Nào ta mau nhảy lên lăn bánh đi nào. Đi vòng thành phố. Ô, đó là cá mập con. Chào cá mập con. Cá mập con kêu tu 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 tu. Cá mập con kêu tu 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 tu. Cá phố phường gần xa. Đó là khủng long đỏ Rex. Lên xe nào. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi. Nhảy liên hồi, nhảy liên hồi. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi. Khắp phố phường gần xa. Bạn bè của chúng ta thích xe buýt vàng. Và xe buýt vàng cũng thích đi chơi với bạn bè. Nhưng... Sao bạn dừng lại đột ngột thế, xe buýt vàng? Ôi, mình tưởng mình đã thấy một con quái vật, nhưng đó chỉ là một tảng đá nhỏ thôi. Xin lỗi nha. Xe buýt vàng là anh bạn nhát gan nhất trong thị trấn, hay bị giật mình bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Xe buýt vàng à, nếu cậu dễ giật mình như vậy, thì bạn bè ngồi phía sau có thể bị thương đó. Mình biết rồi, mình xin lỗi. Từ bây giờ mình sẽ can đảm và không bị giật mình nữa. Liệu xe buýt vàng có thể lái xe mà không sợ hãi chứ? Hôm nay xe buýt vàng rất vui khi được chở bạn bè qua thị trấn. Ồ, bỗng dưng trời mưa và gió to quá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình nghĩ chúng ta đã đi hơi xa. Hãy quay lại nào. Xe buýt vàng có vẻ hơi sợ hãi. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, tớ đang sợ, tớ đang sợ. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, suốt quãng đường xa. Mình cần đi qua cây cầu này để trở lại thị trấn. Bạn có ổn không, xe buýt vàng? Cùng nhau đi chậm thôi. Nó cao quá à. Không, mình không làm được. Chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm. Xe buýt vàng dũng cảm băng qua cây cầu. Bạn xe đang đi hết sức chậm chạp, rất chậm chạp, rất chậm chạp. Khoan, mình nghĩ cây cầu đang bị lung lay. Mình phải chạy qua nó thật nhanh. Xe buýt vàng bỗng dưng tăng tốc. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi. Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi. Trông hết mặt luôn. À, chạy nhanh quá. Chậm lại chút nào, xe buýt vàng ơi. Cứu mình với. Xe buýt vàng lái rất nhanh và pha vào một chiếc xe buýt đang đi ngược chiều. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, ngã lăn nhào, ngã lăn nhào. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, rớt xuống thật là đau.
xe buýt vàng rơi vào bùn dưới gầm cầu. Ồ không, xe buýt vàng giờ bị bẩn rồi. Bạn bè của mình đi đâu mất rồi? Xe buýt vàng, cậu ổn chứ? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xe cảnh sát xuất hiện sau khi nghe thấy những tiếng la hét của xe buýt vàng. Xe buýt vàng có chuyện gì vậy? Xe cảnh sát ơi, có bạn xác sống đang đuổi theo mình, giúp mình với. Xác sống? Chúng không phải là xác sống, đó là bạn của cậu mà. Xe buýt vàng nhằm tất cả những người bạn bị dính bùn của mình là những xác sống. Xe buýt vàng, chính vì cậu mà bọn mình dính bùn cả rồi đó. Phải, mình đã rất sợ khi rơi từ cầu xuống, giờ mình lại nó cục nữa nè. Nếu không phải vì cậu, tụi mình có thể bị thương nặng đó. Mình muốn về nhà. Xe buýt vàng ơi, cậu đang lái xe đưa bạn bè đi chơi nên cần phải an toàn và can đảm. Nếu không, ai cũng có thể bị thương rất nặng. Phải, mình xin lỗi. Mình xin lỗi mọi người. Mình muốn tiếp tục lái xe cùng bạn bè của mình, nhưng mà mình lại cảm thấy rất sợ. Xe buýt vàng đang cảm thấy buồn bã. Bình Phong nhìn thấy điều này và đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Mình có một ý tưởng. Hỏi phới Phiến Phong. Khi cậu cảm thấy sợ hãi, hãy bật nhạc lên. Sau đó, cậu sẽ có thể lái xe một cách can đảm. Wow, tuyệt vời quá! Cảm ơn Bình Phong. Xin lỗi mọi người, từ nay trở đi, mình sẽ lái xe một cách dũng cảm. Xin lỗi vì đã gây ra phiền hà, xe cảnh sát, mình sẽ không để xảy ra nữa đâu. Hôm nay xe buýt vàng lại vui vẻ lái xe đưa bạn bè đi khắp thành phố. Chào Rex, hôm nay thấy cậu vui quá. Đúng vậy, mình mới mua một đống trái cây ngon. Ồ, trước mặt có một hòn đá nhỏ đó. Không biết là xe buýt vàng có sợ nữa không? Không sao đâu. Mình không còn là một con mèo nhát gan nữa. Thật là nhẹ nhõm. chúng ta hát một bài hát cùng nhau nhé. Vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn. Chúng quay tròn, chúng quay tròn, vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn, khắp phố phường gần xa. Xe buýt vàng thật sự dũng cảm. Đôi khi xe buýt vàng vẫn sẽ có chút sợ hãi, nhưng vẫn hát và lái xe một cách thật dũng cảm cho tất cả bạn bè của mình. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!